Tuần này, Lang Thang Hát cùng Bùi Anh Tuấn giới thiệu đến khán giả ca khúc chúng cũ mang phong cách pop R&B, pha một chút ra lạ lẫm. Đây là một sản phẩm khác biệt với phong cách âm nhạc của Bùi Anh Tuấn trước đây. Ngày đầu tiên, qua ba đất về một niềm đau không tên. Phiên bản song ca của Bùi Anh Tuấn cùng với khách mời là ca sĩ Mai Chí Công trong MV này đã mang đến một màu sắc mới lạ hơn cho chúng cũ. Trong đó Bùi Anh Tuấn cũng lần đầu trải lòng về mối tình đầu gắn liền với hình ảnh sân ga của mình. Thank you.